thưa cộng đoàn, năm 1847, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã ban sắc lệnh nhìn nhận chính thức sự hiện diện của giới trẻ con Đức Mẹ. Xin chúc tụng Chúa và cảm ơn Đức Mẹ đã làm những điều kỳ diệu nơi các người trẻ chúng con. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những lần Đức Mẹ hiện ra với chị Thánh Catherine Labouré, một nữ tu thuộc tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Năm nay, toàn thể giới trẻ con Đức Mẹ mừng 190 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra với chị Catherine Labouré và 40 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô hành hương tới nhà nguyện ảnh phép lạ 140 phố Bắc, Paris, nơi Đức Mẹ đã hiện ra dịp kỷ niệm 150 năm. Ngày 3 tháng 5 năm 1806, từ nơi lầu chuông nhỏ bé của nhà thờ Phanis Monti nước Pháp, vang lên những tiếng chuông báo cho dân cư trong vùng biết. Hài nhi Catherine, con gái thứ 9 của gia đình Labouré vừa sinh ra hôm qua, được nhập vào đại gia đình giáo hội. Vừa lên 9 tuổi, Catherine đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Ai có thể đoán được nỗi đau thương của cô bé rất trìu mến mẹ. Catherine chỉ nín lặng và các bà láng giềng tưởng cô bé không biết đau buồn, nên họ bảo nhau: mới có 9 tuổi thì làm sao nó hiểu được. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Catherine đã hiểu và hiểu rất sâu xa, nên đã trèo lên ghế với lên nóc tủ thờ, ôm lấy tượng Đức Mẹ và thưa: mẹ ơi, từ nay xin mẹ là mẹ của con nhé. Với ước nguyện dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa, cô đã phải hy sinh nhiều thứ và kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận của cha. Sau 3 tháng ở nhà thử, Catherine từ giả viện cha Ti Dông lên đường đi Paris để vào tập viện tu hội nữ tử Bác Ái tại 140 phố Bắc Paris. Sau đó, chị lại được Đức Mẹ hiện ra vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7. Vì Đức Mẹ yêu cầu, chị phải thưa với cha giải tội. Cha Aladen buộc chị viết ra những điều chị đã thấy và nghe trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 7. Đây là điều chị thuật lại. Chiều ngày áp lễ Thánh Vinh Sơn, thời đó lễ Thánh Vinh Sơn mừng vào ngày 19 tháng 7. Bà mẹ Martha, giám đốc tập viện giảng cho chúng con nghe về sự tôn sùng Đức Mẹ, khiến cho con có lòng ao ước được trông thấy người. Con đi ngủ với ý tưởng đêm nay con sẽ thấy mẹ hiền của con, vì từ lâu con mong được trông thấy người. Mẹ giám đốc có cho chúng con một mảnh thánh tích áo choàng của Thánh Vinh Sơn. Con cắt đi một nửa và nuốt đi, với hy vọng Thánh Vinh Sơn cho con được thấy Đức Mẹ vào hồi 23:30. Chị Labouré, chị Labouré. Con giật mình tỉnh dậy, nhìn ra nơi có tiếng kêu. Con kéo rèm và trông thấy một đứa bé độ 4-5 tuổi. Hãy đến nhà nguyện, Đức Mẹ chờ chị. Nhưng mà người ta sẽ nghe thấy tiếng chân tôi. Hãy yên tâm, đã 23:30, mọi người đều ngủ say, tôi chờ chị. Con vội vàng mặc áo và tiến về phía đứa trẻ đang đứng trước đầu giường con. Con đi theo đứa trẻ ấy, đi đến đâu thì ánh sáng tỏa ra, làm cho con ngạc nhiên hết sức. Nhưng con còn ngạc nhiên hơn nữa khi đến trước nhà thờ, đứa bé vừa đặt tay lên cửa thì cửa ấy mở ra ngay, và tất cả đèn trong nhà thờ đều bật sáng.
làm cho con nhớ đến lễ nửa đêm. Nhưng con không thấy Đức Mẹ đâu cả. Đứa bé dắt con đến cung thánh, kế bên ghế của cha bề trên dòng. Và con quỳ nơi đây, đứa trẻ vẫn đứng. Con thấy hơi lâu nên nhìn lên lầu hát, xem các chị canh đêm có đi qua hay không. Đây, Đức Mẹ đây này. Đây, Đức Mẹ đây này. Đây, Đức Mẹ đây này. Con nghe như có tiếng sột soạt của tà áo lụa, và Đức Mẹ hiện ra, khoác chiếc áo màu hồng nhạt. Người ngồi trên ghế của cha bề trên kế nhà tạm. Chỉ trong một bước là con đến bên người và quỳ xuống, đặt hai tay lên gối Đức Mẹ. Nơi đây, con đã hưởng giây phút êm dịu nhất đời con. Con không thể tả. Này con, Chúa muốn giao cho con một sứ mệnh. Con sẽ chịu nhiều nỗi ưu phiền, nhưng con hãy cố gắng vượt qua. Và con nên nghĩ điều ấy sẽ làm sáng danh Chúa. Con sẽ bị phản đối, nhưng ơn Chúa sẽ giúp con, chớ nên sợ hãi. Hãy thưa với cha linh hướng những điều con thấy và nghe trong giờ nguyện gẫm. Thời cuộc rối loạn, nhiều tai họa sắp giáng xuống nước Pháp. Ngai vua sẽ bị lật đổ, thế giới sẽ lâm cơn nguy biến. Trong những cơn buồn phiền, con hãy đến bên chân bàn thờ này. Nơi đây sẽ tuôn ra nhiều hồng ân cho mọi người đến cầu xin, dù là người quyền quý hay thấp hèn. Hãy nói với cha linh hướng phải tổ chức một hội đoàn mang danh Con Đức Mẹ. Chính cha sẽ là người sáng lập và điều khiển hội đoàn này. Con ở đấy không biết bao lâu. Con chỉ biết khi Đức Mẹ đi, tất cả các ánh sáng đều tắt. Người đã đi. Sau những giây phút hạnh phúc được gặp Đức Mẹ đêm 18 tháng 7, chị Catherine sống lặng lẽ trong tu viện, không ai để ý đến chị. Nào ai có biết chị nữ tu ít học ấy, ngày qua ngày, sống trong sự chờ đợi đấng khiết trinh, vì người hứa sẽ gặp lại chị. Thu đã bắt đầu tàn. Chị Catherine nóng lòng chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy điều gì. Thì đây, vào hồi 5 giờ chiều, ngày thứ Bảy 27 tháng 11 năm 1830, trong lúc các nữ tu đang nguyện gẫm trong nhà nguyện, một sự im lặng hoàn toàn bao trùm không gian này. Thình lình chị Catherine Labouré lại nghe tiếng sột soạt của tà áo lụa. Đây, ta hãy nghe chị kể lại. Con nghe có tiếng động trên lầu, bên tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, như tiếng sột soạt của chiếc áo lụa. Con nhìn lên thì nhận ra Đức Mẹ đang đứng nơi đó. Người mặc áo màu hồng nhạt đứng trên một quả địa cầu. Dưới gót chân, một con rắn đốm xanh và vàng đang quằn quại. Hai tay người cầm một quả cầu bằng vàng, trên có gắn một thập giá. Người ngước mắt lên trời với dáng điệu tiến dâng. Khi ấy, gương mặt Đức Mẹ xinh đẹp vô cùng, con không thể diễn tả được. Thình lình con trông thấy những chiếc nhẫn nạm kim cương trên các ngón tay Đức Mẹ tỏa ánh sáng ra. Quả cầu vàng trên tay người biến đi và Đức Mẹ cúi đầu,
hạ nhẹ đôi cánh tay để rọi sáng quả cầu dưới chân người. Khi ấy, con không biết con ở đấy hay không có ở đấy nữa. Con nghe có tiếng nói: quả cầu mà con thấy là thế giới, các tia sáng là những ân huệ được ban cho kẻ nào cầu xin mẹ. Đoạn xung quanh Đức Mẹ, một tấm ảnh hình bầu dục từ từ hiện thành. Trên có dòng chữ: lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Lại có tiếng nói trong trẻo và rõ ràng: hãy cho đúc một tấm ảnh như thế này. Tất cả những ai mang ảnh với lòng cậy trông và đọc câu kinh này cách sốt sắng sẽ được mẹ che chở cách riêng và hưởng nhiều trọng ân. Sau đó, tấm ảnh xoay lại và con thấy bề trái của tấm ảnh có chữ Maria viết tắt. Chữ M trên có một thập giá và dưới là hai quả tim. Một quả tim của Chúa Giêsu với vòng gai bao chung quanh và một quả tim của Đức Mẹ bị lưỡi gươm xuyên qua. Một vòng 12 ngôi sao bao chung quanh tượng trưng cho giáo hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Khi ấy, con suy nghĩ phải để bề trái mẫu ảnh như thế nào thì con nghe có tiếng nói: chữ M và hai quả tim cũng đủ rồi. Lần thứ ba, Đức Mẹ hiện ra cho chị vào cuối tháng Chạp. Lần này, mẹ đứng sau lưng nhà tạm. Và chị Catherine Labouré nói: Đức Mẹ đẹp với tất cả sự xinh đẹp của người. Như lần trước, hai tay mẹ cầm quả cầu và từ nơi các ngón tay, những chiếc nhẫn nạm ngọc chiếu sáng khắp nơi. Lại có tiếng nói: những tia sáng ấy là tượng trưng cho các ân huệ mà mẹ ban cho những kẻ cầu xin mẹ. Và những viên ngọc không tỏa sáng là những ơn người ta quên xin. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thưa quý cha và cộng đoàn phụng vụ,
Thánh sử Gioan đã khẳng định chân lý này. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương và nhận làm con. Xóa bỏ án chết nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng để sống tình nghĩa này với Thiên Chúa là Cha, chúng ta cần lãnh nhận ơn Chúa được ban cho qua bàn tay từ mẫu của mẹ, vì mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa. Chính vì thế, mẹ luôn dang đôi tay đón tiếp các con để an ủi, vỗ về và ban cho các con quà tặng ảnh phép lạ này, như bằng chứng tình yêu và lòng thương xót của mẹ cho tất cả những ai đeo ảnh và đọc câu kinh: Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ với lòng tin kính và yêu mến. Chúng ta hãy đến lãnh nhận quà tặng của mẹ và để mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, con của mẹ. Lạy Chúa, qua Đức Trinh Nữ Maria, Chúa đã ban tặng cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Là Đức Giêsu Kitô, cách đây 190 năm, Chúa còn gửi mẹ Maria tới dạy dỗ chúng con qua chị Catherine Labouré và quy tụ chúng con thành đoàn con riêng của mẹ. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con biết yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như chị Catherine Labouré, biết sống liên đới với nhau và cùng nhau thăm viếng phục vụ người nghèo để vinh quang Chúa được tỏa sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.